một người phụ nữ gốc Việt giành giải nhất viết về bạo hành. Thưa quý vị, theo Taipei Times đưa tin, vào hôm Chủ nhật 29 tháng 9, giải thưởng văn học lần thứ 6 dành cho người nhập cư Đài Loan được trao tại khu thắng cảnh Alishan, trong đó tác phẩm Năm ấy hoa mận nở mang về cho tác giả Trần Thị Huệ, một phụ nữ nhập cư người Việt Nam kỷ niệm chương trình, kỷ niệm chương cùng 100.000 đài tệ, tức là khoảng 3.200 Mỹ Kim. Cô Trần Thị Huệ sinh năm 1987, đến Đài Loan vào năm 2015 sau khi kết hôn với một người đàn ông địa phương. Hai người quen nhau khi chồng cô làm việc trong ngành thủy sản ở Việt Nam và hiện nay họ mở một nhà hàng Việt tại huyện Bình Đông, Đài Loan. Qua 4 năm sinh sống tại đây, cô được nghe rất nhiều câu chuyện buồn về những phụ nữ nhập cư và họ truyền cảm hứng cho cô viết nên tác phẩm trên kết hợp với kinh nghiệm từ bản thân. Tác phẩm của cô kể về một người bạn lấy chồng Đài Loan và bị bạo hành đến mức phát bệnh tâm thần. Nạn nhân sau đó bị ép trở về nước và chia cắt với cô con gái 1 tuổi. Tác giả Trần Thị Huệ cho hay, phụ nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập vào xã hội Đài Loan và hy vọng câu chuyện sẽ giúp cho nhiều người hiểu thêm về hoàn cảnh của người nhập cư cũng như tôn trọng họ hơn. Giải thưởng văn học dành cho người nhập cư Đài Loan do Hiệp hội Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2014 nhằm vinh danh các cây bút là người nhập cư và lao động nhập cư. Năm nay, giải thu hút 680 tác phẩm dự thi, lớn nhất trong 5 năm qua. Ban tổ chức đã chọn ra 8 người chiến thắng ở 9 hạng mục, trong đó có giải dành cho thanh thiếu niên, giải đặc biệt Macau, giải của ban giám khảo và giải nhất toàn cuộc thi.